Xin chào anh chị và các bạn. Mình tiếp tục cái clip hướng dẫn thứ hai trong cái series clip là hướng dẫn mọi người trở thành trader forex chuyên nghiệp từ A đến Z. Thì cái bước đầu tiên là các anh chị xem lại clip cũ là thấy là cách mở một tài khoản forex như thế nào, đúng không ạ? Bây giờ cái bước thứ hai là chúng ta mở một cái tài khoản ra rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ lập kế hoạch cho cái tài khoản đó để xem là một cái tài khoản thì chúng ta lập kế hoạch cần những cái yếu tố và tiêu chí nào. Thì ở đây là mình sẽ giả lập cho mọi người, kể cả những anh chị nào mà chưa có biết một chút nào về forex thì các anh chị có thể làm theo mình là anh chị đăng nhập vào cái phần mà quản lý tài khoản của các anh chị. Lúc mà các anh chị mở tài khoản như tôi đã hướng dẫn ở clip 1 đó, chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản demo ở đây. Thì anh chị đăng nhập vào đó là chúng ta tạo một tài khoản demo này. Đó. Tạo một tài khoản demo thì chúng ta sẽ lựa chọn này. Tiền tệ ở đây là USD, loại tài khoản là Prime. Đòn bẩy 1500 thì ở đây các bạn chị cứ để 1500 đi. Xác minh mật khẩu, tức là cái mật khẩu mà lúc chúng ta mở tài khoản đó là chúng ta đã lưu lại như thế nào, thì các anh chị vui lòng là gõ đúng cái mật khẩu đấy và chúng ta nhấn gửi. Đây thì ở đây là chúng ta đã có số tài khoản này 345356 này, mật khẩu là chính là cái mật khẩu mà chúng ta đã lập. Thì các anh chị và các bạn là có thể là vào email thì cũng sẽ thấy là một cái mail gửi về cho chúng ta cái thông số của tài khoản này. Thì bây giờ là cái phần mà tải cái phần mềm MT4 xuống thì các anh chị, nếu anh chị nào chưa tải thì lúc này có thể tải ở đây. Sau khi đã tải xuống và cài đặt như bình thường rồi thì các anh chị là sẽ đăng nhập vào cái tài khoản đó. Thì các anh chị nhấn vào cái phần này, ở đây là nhấn vào cái phần là login. Thì ở đây chúng ta sẽ gõ đúng cái số tài khoản nhé, ví dụ đây là 345356 thì mình sẽ gõ đúng số tài khoản đó là 345356. Cái password thì chính là cái password mà chúng ta đã lập. Cái pass này sau này chúng ta có thể đổi sau cũng được. Và các anh chị nhớ là cái server ở đây là bởi vì mình đang dùng tài khoản demo nên mình sẽ vào là server là Windsor Broker Demo ở đây. Đó. Còn nếu các anh chị đăng nhập vào tài khoản thật, cái tài khoản live ấy, thì các anh chị sẽ dùng cái server là Real đây. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ login. Đấy, bây giờ đã đăng nhập vào đây thì thông số đã có rồi. Đây chúng ta xem là ở đây là họ đang mặc định cho chúng ta là incoming mail. Họ đang mặc định cho chúng ta là một cái tài khoản, đây là 50.000 đô. Thì chúng ta hãy khoan để ý đến cái số này. Ở đây giả sử như chúng ta cái 50.000 này chúng ta coi như là một cái khoản tiền mà chúng ta có thể đầu tư ra, ví dụ nó tương đương khoảng 1-2.000 đô hoặc là 5.000 đô, thì chúng ta sẽ bắt đầu tính theo cái phần trăm khi chúng ta đầu tư. Thì ở đây các anh chị thấy là cái tài khoản này trên cái thông số của MT4 này chúng ta thấy rõ là balance là 50.000 đúng không ạ? Equity là 50.000, free margin cũng là 50.000, có nghĩa là tài khoản hoàn toàn mới, chúng ta chưa hề có một cái lệnh giao dịch nào cả. Thì bây giờ chúng ta hãy khoan nghĩ đến cái việc là chúng ta sẽ giao dịch như thế nào, mua lên hay bán xuống. Ở đây chúng ta phải thiết lập kế hoạch cho tài khoản đầu tư. Ở đây thì nó cần có hai cái tiêu chí. Cái đầu tiên là chúng ta phải nhìn đến khi chúng ta đầu tư thì cái đầu tiên là cái câu hỏi đầu tiên mà thông thường rất ít người chúng ta để ý đến để hỏi.
Và mình cũng hỏi rất nhiều người nhưng gần như là không có ai trả lời cái tiêu chí này cả. Là thông thường khi chúng ta bỏ ra một số tiền để chúng ta đầu tư trên thị trường Forex hay thị trường chứng khoán, thì câu đầu tiên mình thường hay hỏi mọi người là chúng ta kỳ vọng bao tài khoản này này. Tức là câu hỏi 1 nhé. Câu hỏi 1 là chúng ta là kỳ vọng tài khoản này lên bao nhiêu trong vòng bao lâu. Thì một số các anh chị đầu tư chuyên nghiệp thì những có anh chị nói với mình là tôi chỉ cần nó lên 20% một năm thôi. Có nghĩa là với một tài khoản là ở đây là giả lập là 50.000, có những anh chị đầu tư 50.000 đô, có nghĩa là hơn 1 tỷ Việt Nam đồng đúng không ạ? Thì các anh chị nhưng mà chỉ cần một năm chỉ cần khoảng 20% thôi. 20% là đẹp lắm rồi. Nhiều thì 30%. Đó. Thì cái kỳ vọng như thế thì rất ít người để ý đến. Vì thông thường khi mình hỏi là các anh chị mở ra một tài khoản thì kỳ vọng nó lên bao nhiêu trong vòng bao lâu thì gần như mọi người cũng không trả lời câu đấy. Không nghĩ đến luôn, tức là lên càng nhiều càng ít. Lên càng nhiều càng tốt. Thì đó là cái một trong những cái tư duy đầu tiên của cái người giao dịch là nó thực sự là nó không chuyên nghiệp. Nó không chuyên nghiệp. Thì cái câu này là chúng ta cần phải hỏi và chúng ta cần phải đặt ra cho cái tài khoản của mình. Giả sử như ở đây nhá, với tài khoản này, với tài khoản là 50.000 đô này, mình kỳ vọng là ở đây là cho ví dụ luôn này, tài khoản 50.000 USD. Đó. Kỳ vọng là sẽ lên 30% trong vòng 6 tháng. Trong 6 tháng. Giả sử là vậy đi. Tức là 50.000 này sẽ lên là 65.000. 65.000 trong vòng là 6 tháng đúng không ạ? Đó là cái mà chúng ta cần cần đưa ra một cái chỉ tiêu lợi nhuận. Ở đây là mình sẽ ghi cái tiêu chí này là chỉ tiêu lợi nhuận mong muốn đấy. Rồi, cái việc mà thiết lập cái chỉ tiêu lợi nhuận này thì nó mới bắt đầu giúp cho chúng ta hình dung tiếp là vậy lên, chúng ta mong muốn lên 30% trong vòng 6 tháng. Vậy cái rủi ro cao nhất chúng ta chấp nhận trong vòng 6 tháng đấy là bao nhiêu? Thì cái câu hỏi này khi mà mình hỏi nhiều người thì nhiều người cũng không biết là nên để nó là bao nhiêu, bởi vì có những người cháy tài khoản nữa cơ mà. Tức là mọi người không nghĩ đến. Thế thì khi mà chúng ta có cái chỉ tiêu về lợi nhuận thì chúng ta nên đặt một cái chỉ tiêu về cái rủi ro. Thì cái chỉ tiêu về cái rủi ro đó là nó chính là câu hỏi số 2. Mất bao nhiêu thì bạn dừng lại. Mất bao nhiêu thì bạn dừng lại. Đó. Như vậy ở đây với 50.000 này thì mình giả sử là mình kỳ vọng lên là 30% thì mình sẽ cho là ở đây là chỉ tiêu rủi ro này. Chỉ tiêu rủi ro này là lỗ tối đa là 15%. 15% của 50.000 tương đương với 7.500 đúng không ạ? 7.500. Tức là tương đương với là đây là bằng là 7.500. Đô USD là cái số lỗ nhiều nhất. Lên 30% này tương đương với là đây là 15.000 USD trong vòng 6 tháng. Đó,
Thế thì chúng ta biết ngay là cái khung kỷ luật của chúng ta là dù có như thế nào thì chúng ta cũng chỉ, cái tài khoản này thì chúng ta cũng chỉ là ở trong cái khung đó, là không bao giờ được để lỗ quá, không bao giờ được để lỗ quá là 7.500. Và kỳ vọng làm sao đấy là từ cái chỉ tiêu rủi ro đấy chúng ta bắt đầu là giao dịch làm sao đó để đạt cái chỉ tiêu lợi nhuận là 30% trong vòng 6 tháng. Ở đây dễ dàng chúng ta tính ra được ngay là một cái bài toán đơn giản, đó là rõ ràng ở đây là chúng ta có 15% trong vòng 6 tháng, đúng không ạ? Vậy thì trong 6 tháng đấy chúng ta sẽ phải thiết lập cái kế hoạch giao dịch cho từng tháng một. Và thông thường nếu như chúng ta chia đều ra ấy, thì các anh chị thấy là 30% trong 6 tháng thì mỗi tháng lợi nhuận là các anh chị phải đạt là 5%, đúng không ạ? Tối đa là 5%. Nhưng mà ở đây lỗ tối đa chúng ta chỉ cho là 15% thôi. Đấy, mỗi tháng thì chúng ta cũng chỉ là không được để quá lỗ quá là 2,5%, đúng không ạ? Đó, về trung bình nó là như thế, cái khung nó là như thế. Nhưng mà đầu tư thì nó không nếu như mà chúng ta chuyên nghiệp hơn một chút thì chúng ta biết như thế, thì chúng ta nên hướng đến là chia cái tài khoản ra từng cái giai đoạn. Thì ở đây là cái bước thứ ba, mình sẽ chia sẻ đến cái bước thứ ba để làm sao đó là các anh chị và các bạn có cách để vận hành cái tài khoản này. Riêng về cái tiêu chí về quản trị rủi ro thôi nhé, riêng về cái tiêu chí quản trị rủi ro thôi là đã làm cho cái tâm lý của chúng ta nó sẽ vững hơn rồi. Bởi vì chúng ta bỏ ra một số tiền mà chúng ta biết trước được, là xác định trước được là mình chỉ cần đạt được từng đấy lợi nhuận và mình chỉ cho phép lỗ tối đa từng đấy thôi, không thể cho phép lỗ nhiều hơn. Nếu mà lỗ quá thì mình biết là trình độ của mình có năng lực có hạn chế, nó chưa được ấy, thì chúng ta nên dừng lại. Đó, thì cái bước 3 là bước là thiết lập chỉ tiêu cho từng giai đoạn. Ở đây với 6 tháng thì có lẽ mình sẽ chia ra là cái chỉ tiêu này cho là 3 giai đoạn. Chỉ tiêu này, lợi nhuận này, rủi ro này. Ở đây là giai đoạn 1 này, giai đoạn 2 này và giai đoạn 3, mỗi giai đoạn là 2 tháng. Cái giai đoạn 1 á thì chúng ta thấy là nếu chúng ta chia đều ra mỗi tháng là 15% thì chúng ta chia 3 ra là cứ mỗi một giai đoạn là chúng ta lỗ nhiều nhất là 5% thì nó sẽ không hợp lý. Không hợp lý, nó sẽ không hợp lý bởi vì là chúng ta chưa biết được là cái khả năng giao dịch của chúng ta đến đâu. Thế cái giai đoạn 1 này mình khuyên mọi người là nên đặt cái chỉ tiêu rủi ro và lợi nhuận thấp thôi. Ở đây thì trong 15% này thì cái giai đoạn 1 này chúng ta cho kỳ vọng chỉ tiêu lợi nhuận nó chỉ là 5%. 5%. Và cái rủi ro là cũng chỉ là 2.5%. Đúng không ạ? Đấy, chúng ta biết nhé, một tháng, một cái giai đoạn là trong vòng 6 tháng mà chúng ta chia ra là 3 giai đoạn thì ít nhất là mỗi giai đoạn là phải lợi nhuận là 10% và rủi ro 5%, đúng không ạ? Nhưng mà cái giai đoạn đầu này chúng ta để 5% thôi và rủi ro của cả cái giai đoạn này chỉ là 2,5% thôi. Ở đây mình sẽ để cái phần rủi ro là màu đỏ để cho chúng ta dễ phân biệt. Đó. Đó, thì các bạn hình dung cái giai đoạn 1 này, cái nhiệm vụ của nó là gì? Nhiệm vụ của giai đoạn 1 này là nhiệm vụ là tích lũy lợi nhuận.
Thì các bạn thử hình dung mà xem, nếu giai đoạn này chúng ta đạt được 5% rồi, có phải sang giai đoạn thứ hai là chúng ta dễ dàng là ít nhất là chúng ta đã có một phần lợi nhuận, thì chúng ta tiếp tục là dùng cái lợi nhuận đó để giao dịch tiếp, thì nó sẽ thoải mái tâm lý hơn rất là nhiều, và nó sẽ không bị gọi là cái tâm lý nó quá nặng nề nếu trong trường hợp chúng ta thua lỗ mà rủi ro chúng ta chỉ có 2,5%. Nhưng các bạn hình dung mà xem, nếu như chúng ta chia đều cái giai đoạn ra mà cái giai đoạn này là chúng ta rủi ro mất 5%, rủi ro mất 5%, như vậy hai giai đoạn còn lại chúng ta chỉ còn có 10% để giao dịch, là cảm thấy là nó khó chịu ngay, nó khó chịu ngay và thậm chí là sốt ruột. Mà sốt ruột thì nhiều anh chị là bắt đầu đốt cháy giai đoạn, là cuối cùng là có khi lại còn phạm vào luôn cả cái khung kỷ luật của chúng ta, như thế là không ổn. Thì cái giai đoạn thứ hai thì nếu trong từ cái giai đoạn 1 này chúng ta xem kết quả nó như thế nào, thì giai đoạn thứ hai chúng ta sẽ đạt chỉ tiêu. Nhưng ở đây mình giả sử nhé, mình giả sử là chúng ta nếu như mà trong giai đoạn 1 này chúng ta không đạt chỉ tiêu mà chúng ta bị rủi ro đi, là mất 2,5% đi, thì cái giai đoạn tiếp theo lợi nhuận các bạn vẫn nên đặt là như thế này thôi, 5% và tiếp tục là 2,5% nữa cho rủi ro, 2,5% nữa cho rủi ro. Và nếu cái giai đoạn thứ hai này các bạn hình dung xem, nếu giai đoạn thứ hai này chúng ta tiếp tục không đạt chỉ tiêu, tức là tháng thứ ba và tháng thứ tư chúng ta không đạt chỉ tiêu mà lại lỗ tiếp 2,5% này nữa, thì rõ ràng là cái khả năng phân tích và nhận định của chúng ta có vấn đề, tốt nhất là nên dừng lại. Vì thay vì cái việc lỗ 15% thì chúng ta chỉ cần biết được là chúng ta lỗ 5% là chúng ta đủ biết là phải dừng lại rồi, và cải thiện cái khả năng phân tích đã. Lúc đây nhiệm vụ của các bạn là đi cải thiện cái khả năng phân tích chứ không phải là kiếm tiền. Hoặc là vì lý do này kia các bạn nên nghỉ một thời gian để cho nó đầu óc nó thoải mái trở lại. Đó. Thì nó hay hơn nhiều là cái việc là chúng ta cứ thế là cố lao vào. Đó, thì nó phụ thuộc vào từng kết quả của từng giai đoạn. Và nếu trong cái giai đoạn 1 2 này có thể các bạn không đạt 5% nhưng các bạn được 1 đến 2% là đã vui rồi nhé các bạn nhé. Hoặc có rủi ro 1 đến 2 0.5 đến 1% là các bạn cũng đã vui rồi nhé. Thì đấy là cái cách mà mình thiết lập chỉ tiêu cho cái tài khoản. Thì các bạn mới thì nên làm như thế này. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn chưa có cái khả năng là phân tích, nó chưa đâu vào đâu cả. Thì tốt nhất là các bạn nên thiết lập tài khoản cho như thế này. Thì khi các bạn thiết lập được cái khung rủi ro và lợi nhuận theo một cái khung kỷ luật như thế này, thì kể cả các bạn có đi xin chiến lược, các bạn thấy ai ra chiến lược hay các bạn có đi theo, thì các bạn cũng cứ áp cái chỉ tiêu của mình vào, thì các bạn cũng thoải mái hơn là cái việc mà các bạn đi xin chiến lược mà các bạn lại vào quá lớn, có thể rủi ro nó rất cao, lợi nhuận cao nhưng mà đi kèm cái rủi ro cao thì các bạn cũng đã bất ổn rồi. Nhưng nếu các bạn làm chuẩn về cái quản trị rủi ro là các bạn đã thoải mái hơn rất nhiều rồi. Đó, thì cái giai đoạn 3 ở đây mình sẽ không nói đến, bởi vì mình khuyên các bạn là nếu trường hợp là hai giai đoạn 1 và giai đoạn 2 mà cứ lỗ như thế này thì chúng ta nên dừng lại. Còn tùy thuộc vào kết quả thì cái giai đoạn 3 chúng ta sẽ đưa ra cái mức chỉ tiêu rủi ro và lợi nhuận sau. Thì hôm nay mình chỉ muốn hướng mọi người đến là một cái tài khoản thì các bạn nên thiết lập cái kế hoạch cho cái tài khoản này. Đơn giản nó là như vậy thôi. Mình giả sử như ở đây là 50.000 thì cái tài khoản 50.000 này mình cũng sẽ dùng để thị phạm cho mọi người, cho các bạn trong cái giai đoạn sắp tới. Cái clip thứ 3 thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn là cái công cụ để làm sao các anh chị và các bạn mỗi một lần vào lệnh thì chúng ta nó được cụ thể hơn là được bao nhiêu và mất bao nhiêu, khối lượng chúng ta vào như thế nào, và hướng dẫn các anh chị luôn dùng một số cái thủ thuật của tài khoản MT4, cái phần mềm MT4. Ok các anh chị nhé, ngày hôm nay là cái clip thứ 2. Các anh chị nhớ cho mình là mở cái tài khoản demo hoặc tài khoản thật cũng được, thì là thiết lập kế hoạch cho tài khoản này và chia giai đoạn. Cái clip thứ 3 mình sẽ hướng dẫn mọi người bắt đầu vào cái cụ thể là áp dụng nó vào cái phần tài khoản của chúng ta trên cái phần mềm MT4 như thế nào.
Đó, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở clip tiếp theo. Chúc các anh chị một tuần vui vẻ.